Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn thân mến, tại sao Nguyễn Phú Trọng sẽ khó xử lý được sâu chúa Lê Thanh Hải, cựu bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh? Một bài viết của Kami, bài viết được đăng trên trang Cộng hòa Thời báo website của chúng tôi. Theo dự kiến, Ban chấp hành Trung ương Đảng sẽ tổ chức Hội nghị Trung ương lần thứ 9 khóa 12 vào cuối tháng 12 năm 2018 để thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành, đối với Bí thư, Ủy viên Ban thường vụ, cấp ủy, các cấp theo quy định số 262 QĐ trên TVK. Một số vấn đề được dư luận quan tâm đó là việc Ban chấp hành Trung ương cũng xem xét thông qua việc kỷ luật đối với ông Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Leo cao thì ngã đau, lên nhanh thì rớt cũng nhanh. Đó là định mệnh của ông Tất Thành Cang. Chớ trêu thay, người có chủ tâm hạ bệ ông Tất Thành Cang không ai khác là cựu chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Tin nội bộ cho hay, chính cựu chủ tịch nước Trương Tấn Sang là người yêu cầu báo Thanh Niên nổ phát súng đầu tiên đấu tố Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Tất Thành Cang. Tuy nhiên, lãnh đạo báo Thanh Niên đã nể ân tình với Sáu Cang nên đã lần nữa không thực hiện. Ngay lập tức, Tư Sang đã chỉ đạo báo Người Tiêu Dùng, một tờ báo chuyên đâm thuê chém mướn, miễn là có tiền, nổ súng đấu tố ông Tất Thành Cang. Ông Tất Thành Cang, tức Sáu Cang, sinh năm 1971, là đồng hương Long An với cựu chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Sáu Cang có con đường công danh thành đạt nhanh chóng đến khó tin. Chỉ trong một thời gian ngắn sau khi tốt nghiệp đại học năm 1998, đến đại hội lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 1 năm 2016, tức là vẻn vẹn 18 năm, ông Tất Thành Cang giữ tới chức Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh thay ông Võ Văn Thưởng. Người ta cho rằng nếu hanh thông không có trục trặc gì thì đại hội 13 hoặc chậm lắm là đại hội 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam thì ông Tất Thành Cang chắc chắn có một ghế ủy viên Bộ Chính trị. Tất cả những sự sắp xếp ưu ái đó không ai khác là do cựu chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Thật ra tội của ông Tất Thành Cang rõ ràng nhất là vụ ăn đất nhà bè. Cụ thể, Phó Bí thư Thường trực Tất Thành Cang phải chịu trách nhiệm việc chấp thuận chủ trương của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư Tân Thuận, vốn 100% thuộc Văn phòng Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, chuyển nhượng và chấp thuận chủ trương bán chỉ định cho khu đất rộng 30 ha tại Phước Kiển, huyện Nhà Bè với giá 1,29 triệu đồng trên 1 mét vuông cho công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai của Cường Đô La. Việc làm này của Tất Thành Cang đã gây thiệt hại lớn cho nhà nước hàng ngàn tỷ đồng. Khi vấn đề đất đai Thủ Thiêm nóng lên để rút củi đáy nồi, người ta đã tìm ra thêm tội của Phó Bí thư Thường trực Tất Thành Cang, thời còn giữ chức Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, là người đã ký hợp đồng BT đổi đất lấy hạ tầng với công ty Đại Quang Minh để xây dựng 4 tuyến đường trong khu đô thị mới Thủ Thiêm với giá siêu cắt cổ vào khoảng 1.000 tỷ 1 km. Tất nhiên là người có hiểu biết thì ai cũng dễ dàng hiểu rằng tại thời điểm năm 2013, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh Tất Thành Cang có ăn gan trời cũng không dám tự ý ký hợp đồng đó mà bắt buộc phải được một sự thống nhất của lãnh đạo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, mà người đứng đầu giai đoạn đó là nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải, mà sau lưng Lê Thanh Hải từ trước đến nay không ai khác là cựu chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Có nghĩa là Phó Bí thư Thường trực Tất Thành Cang sẽ và đã bị biến thành con dê tế thần để chạy tội cho nhóm lợi ích tại Sài Gòn, mà con sâu chúa không phải là nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải như đồn đoán bấy lâu nay, mà con sâu chúa lâu nay vẫn ẩn mình chính là Trương Tấn Sang.
Nguyên nhân việc cựu chủ tịch nước Trương Tấn Sang yêu cầu báo Thanh Niên nổ phát súng đầu tiên đấu tố phó bí thư thường trực thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Tất Thần Cang là như vậy. Lâu nay ông Trương Tấn Sang là loại người luôn khích khuấy động mâu thuẫn nội bộ bằng cách ném đá giấu tay để thể hiện vai trò của cá nhân mình. Chuyện Tư Sang và Ba Dũng thù hằn nhau từ đã lâu thì ai cũng biết. Câu nói trước đây chỉ có một con sâu làm rầu nồi canh, nay thì nhiều con sâu lắm. Nghe mà thấy xấu hổ, không nhẽ cứ để hoài như vậy. Mai kia người ta nói một bầy sâu, tất cả là sâu hết thì đâu có được. Một con sâu đã nguy hiểm rồi, một bầy sâu là chết cái đất nước này. Không ngoài ý đồ ám chỉ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi đó. Song người ta cho rằng nếu là người trong sạch, không tham nhũng và bản lĩnh thì sao Tư Sang không dám chỉ đích danh mà chỉ dám nói đồng chí X. Hẳn chúng ta không quên rằng tại hội nghị Trung ương 7 khóa 11, xin lỗi các bạn, tại hội nghị Trung ương 7 khóa 9 ngày 21 tháng 1 năm 2003, Ban chấp hành Trung ương đã xem xét và biểu quyết thi hành kỷ luật ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương bằng hình thức khiển trách. Vì lý do trong thời kỳ làm Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khóa 6 chưa làm tròn trách nhiệm trong việc chỉ đạo điều tra, ngăn chặn những hoạt động tội phạm của Trương Văn Cam cùng đồng bọn và những khuyết điểm trong công tác cán bộ. Nhắc lại chuyện cũ để thấy được bản chất của con người cựu chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Từ cuối năm 2014, Tư Sang đã liên kết với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và sau đó là Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trong cái gọi là chiến dịch bất kể ai làm Tổng Bí thư cũng được, miễn không phải là Ba Dũng. Và chuyến đi thăm Trung Quốc bất thường nửa đêm kết thúc hội nghị Trung ương 13 khóa 11 trước ngày Đại hội 12 khai mạc chỉ vẻn vẹn có 4 ngày để Quốc vụ viện Trung Quốc ra nghị quyết cho phép quân đội nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được phép đưa quân đội ra nước ngoài để bảo vệ thành quả xã hội chủ nghĩa. Điều quyết định dẫn đến thất bại ê chề của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại hội nghị 12 tháng 1 năm 2016. Chính vì mối tâm giao mờ ám đó mà nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã thoát tội hoàn toàn vô can trong đại án ngân hàng Đại Dương Ocean Bank của Hà Văn Thắm. Cho dù ai cũng biết Ocean Bank của Hà Văn Thắm là sân sau của Nguyễn Sinh Hùng và cũng như thế nên đại án tham nhũng đất Thủ Thiêm của nhóm Lợi ích Sài Gòn nóng lên trong thời gian gần đây. Song người đốt lò vĩ đại Nguyễn Phú Trọng hình như đã bị câm, không hề có một chỉ đạo hay phát biểu về vấn đề này. Nếu chúng ta biết Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng và niềm tự hào hay sân sau của người Cộng sản Nguyễn Phú Trọng và dự án Alpha King được tập đoàn Vingroup của ông Phạm Nhật Vượng cắt ra bán lại cho tập đoàn Vạn Thịnh Phát của bà Trương Mỹ Lan chứ không liên quan gì đến công ty bản Việt của cô con gái cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng như tin đồn. Nói trắng ra là sân sau của Tổng Bí thư Trọng Vingroup đã và đang bắt tay làm ăn với sân sau của hai Nhật Vạn Thịnh Phát thì đừng có mơ họ đánh nhau. Nếu biết tỷ phú Phạm Nhật Vượng là một trong hai nhân vật có thể sai khiến được cả Tổng Bí thư Trọng thì sẽ thấy lý do vì sao nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải sẽ thoát tội bất kể cả những việc như hai Nhật trước đây đã từng lớn tiếng thách Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dám vào đất Sài Gòn trong gần hai nhiệm kỳ Tổng Bí thư. Gần đây ông Nguyễn Phú Trọng mới dám vào Sài Gòn vì lý do như thế. Trước đây khi bắt Đinh La Thăng, một số nhà bình luận dỏm bảo ông Trọng chuẩn bị xông vào nhà Ba Dũng. Rồi khi kỷ luật Tất Thành Cang, họ cũng bảo mọi con đường đều đổ về căn biệt thự trên đường Nguyễn Đình Chiểu của anh Ba. Khi khởi tố và bắt giam hai phó chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh để dọn đường kỷ luật xử lý nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải, thì họ lại vống lên là con đường đều đổ về Kiên Giang. Mà họ đâu biết rằng sau lưng Lê Thanh Hải, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh là Tư Sang, kẻ thù không đội trời chung với Ba Dũng, và
Nhóm lợi ích của Lê Thanh Hải có mối quan hệ chặt chẽ với nhóm lợi ích của công an trước đây. Qua lời khai của tử tù Dương Chí Dũng về khoản tiền 1 triệu USD đưa cố Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ với mục đích để nhờ Phạm Quý Ngọ chuyển cho cấp trên, xin được chuyển đổi công năng Cảng Sài Gòn. Vì chúng tôi đã làm việc với Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang rồi, cụ thể hơn là Tất Thành Cang thời còn làm giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã giao cho tập đoàn Đại Quang Minh sân sau của cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang làm 12 km đường tại đô thị mới Thủ Thiêm với giá 12.000 tỷ. Theo phương thức BT, đổi lại tập đoàn Đại Quang Minh được nhận 979 hecta đất vàng còn giá gấp chục lần 12.000 tỷ ấy. Song Tư Sang hiểu rằng nước địch phá xong, cung tốt vất bỏ, mưu thần sẽ bị giết. Việc tổng trọng một kẻ đa mưu túc kế sẵn sàng cắn lại đồng chí của mình là điều hoàn toàn có thể. Việc quyết định phó bí thư thường trực Tất Thành Cang chấp nhận kỷ luật nhẹ thì cảnh cáo hoặc cách chức ủy viên Trung ương Đảng như Nguyễn Xuân Anh trước đây, thậm chí nặng thì phải bị sổ khám như Đinh La Thăng, ít khả năng cũng được, nhưng để cứu muôn người trong nhóm lợi ích Sài Gòn, trong đó có cả Trương Tấn Sang và Lê Thanh Hải. Xử lý Lê Thanh Hải không hề đơn giản như nhiều người nghĩ vì nó động chạm đến lợi ích của nhóm quyền lực trong đảng. Khi đó, rất có thể một kẻ xảo quyệt như Trương Tấn Sang vẫn có thể bắt tay với Nguyễn Tấn Dũng để xử Nguyễn Phú Trọng. Căn cứ vào quyền hồi tố của văn bản số 04, HD trên UBKTTV hướng dẫn thực hiện một số điều trong quy định số 102 QĐ trên TVK ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Theo nội dung của quy định đó thì người đứng đầu tổ chức phải chịu trách nhiệm về các sai phạm của cấp dưới, vợ con và gia đình. Nếu xem xét trách nhiệm liên đới của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thì sẽ rắt dây, sẽ là việc liên đới đến người đứng đầu Bộ Chính trị trong nhiệm kỳ Thủ tướng của ông Nguyễn Tấn Dũng, không ai khác là Nguyễn Phú Trọng. Đây là một bản án treo lơ lửng trên đầu Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, chỉ chờ khi ông này thất thế. Nói một cách thẳng thắn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong chả có khả năng và tài cán gì. Sự thành công của ông Trọng trong công cuộc đốt lò hoàn toàn do bàn tay của Trung Quốc giúp đỡ và chỉ đạo. Cụ thể là do một ban cố vấn Trung Quốc 56 người tại Hà Nội hiện làm việc trong văn phòng Tổng Bí thư, và một khi chỉ cần chính quyền Bắc Kinh buông tay thì ông Trọng cũng sẽ tan đời. Khi ấy không chỉ bản thân ông Tổng Bí thư mà cả gia đình ông chắc gì được yên thân. Đó là hệ quả của một thể chế chính trị vô pháp luật, khi lẽ phải thuộc về kẻ mạnh chứ không thuộc về kẻ công chính. Ngày 18 tháng 12 năm 2018, Kami, bài viết được đăng trên trang Cộng hòa Thời báo website. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào các chương trình kế tiếp của chúng tôi.